À, chào các bạn, thì hôm nay tôi sẽ phân tích cho các bạn nghe về cái quạt dàn lạnh của cái máy lạnh nha. Thì cái máy lạnh á có ba cái động cơ góp phần quan trọng cho cái máy lạnh, đó là động cơ lốc, động cơ quạt dàn nóng, động cơ quạt dàn lạnh. Thì trong đó cái động cơ quạt dàn lạnh giữ vai trò quan trọng hơn cái động cơ quạt dàn nóng nha, các bạn lưu ý. Và cái động cơ quạt dàn lạnh á thì nó được điều khiển cũng khá phức tạp hơn cái quạt nóng. Đối với máy mono thì trong phạm vi chúng ta phân tích máy mono thôi, chúng ta chưa bàn tới máy inverter. Thì trong cái mạch, trong cái bo của máy mono á, thì cái mạch điều khiển quạt dàn lạnh cũng khá phức tạp hơn cái máy cái quạt dàn nóng. Thì trong máy mono, nếu mà cái động cơ lốc và cái quạt lạnh, sợi quạt quạt nóng chỉ mỗi việc là đóng cờ le cho chạy hoặc không chạy, tức là chế độ on off, thì cái quạt dàn lạnh được xem là điều khiển khá phức tạp hơn. Thì để chúng ta hiểu sâu hơn về cái quạt dàn lạnh làm nhiệm vụ gì, lúc nào thì bo mạch nó cho chạy, lúc nào nó không cho chạy, và nó có cái tín hiệu gì báo về vị trí không, để làm nhằm mục đích gì, chúng ta phân tích trở lại cái nguyên lý hoạt động của máy lạnh. Chúng ta thấy nè, ở cái dàn lạnh của cái máy lạnh thì rõ ràng nó là dàn lạnh. Thì khi mà lốc chạy thì ga lạnh nó sẽ ở cái dàn lạnh, nó lạnh lạnh thì cái dàn ống đồng nó sẽ lạnh xuống. Như vậy cái không khí trong phòng nó tiếp xúc với ống đồng nó sẽ lạnh xuống, nó lạnh xuống và không khí cũng có hơi nước, mà hơi nước cũng lạnh xuống thì nó đóng đá, nó đóng tiết. Như vậy thì nó bám vào cái ống đồng đó. Thì nếu không có cái vai trò của quạt dàn dàn lạnh thì sẽ không có sự lưu thông thay đổi về cái luồng không khí mà ở trong phòng. Như vậy anh nào anh bám vào cái ống đồng đó thì đóng tiết thì nó đóng hoài đó, thì không có sự lưu thông thì cái nhiệt độ nó không có, cái độ lạnh nó không có lan tỏa ra trong phòng. Thì nhờ cái quạt dàn lạnh rồi sao thổi cái luồng không khí thì trong đó có hơi nước, rồi sau khi đã bám vào ống đồng nó cân bằng đi ra bên ngoài chỗ không gian trong trong phòng, nhường chỗ cho cái luồng không khí khác chưa được làm lạnh bám vào cái ống đồng, cân bằng nhiệt độ trong đồng, giảm nhiệt độ xuống và sau đó được cái quạt thổi ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy thì cái luồng không khí trong phòng tất cả đều được tiếp xúc với cái ống đồng của dàn lạnh, và vì do đó nhiệt độ được làm của không khí là được làm giảm xuống, thì làm cho cái phòng cảm thấy mát. Đó là cái chức năng nhiệm vụ của cái quạt dàn dàn lạnh. Thì như vậy nếu cái quạt dàn lạnh mà nó không có chạy, nó ngưng, thì cái hiện tượng gì xảy ra? Thì rõ ràng máy lạnh vẫn hoạt động bình thường, vẫn lạnh. Tuy nhiên cái dàn lạnh đóng tiết và cái không khí bên ngoài không được làm mát. Thì nếu chúng ta nói đùa nó muốn muốn mát lạnh thì phải ôm cái dàn lạnh ngủ. À, như vậy thì cái vai trò của cái quạt lạnh nó rất quan trọng. Nghĩa là khi mà quạt không hoạt động thì cái hiệu quả làm lạnh của cái phòng lạnh nó không có. Mình không có, nó chỉ lạnh cái dàn lạnh thôi, không có bức xạ nhiệt độ là cái độ lạnh ra ngoài, nó làm cho độ lạnh trong phòng vẫn còn vẫn nóng bình thường, không có hiện tượng trao đổi nhiệt hoặc hiện tượng trao đổi nhiệt kém, rất kém. Thì như vậy thì trong thiết kế cái bo điện tử thì cái bo điện tử các bạn lưu ý, người ta thiết kế nhằm mục đích để tối ưu hóa hoạt động của máy lạnh, máy móc thiết bị, tạo sự thông minh khôn ngoan giúp cho người ta sử dụng cái máy móc trở nên thuận tiện hơn. Chứ nếu mà nó ngu ngu xíu bịch thì người ta làm bằng tay thì mắc mớ gì sử dụng cái cả miếng vi sinh lý rồi chi. Thì như vậy chúng ta giả sử phân tích một vấn đề nè, khi máy lạnh nó hoạt động bình thường nhưng lốc chạy bình thường đó, hoạt nóng chạy bình thường, tuy nhiên cái quạt lạnh nó không chạy, thì như vậy thì sao, có ích lợi không? Không ích lợi, vô nghĩa. Như vậy thì vi xử lý nó lập tức nó phải ra lệnh cho cái quạt quạt nóng quạt lốc nghỉ chạy để tiết kiệm điện. Bây giờ làm việc đó mà nó không hiệu quả thì không ai dạy gì làm hoài. Thì trong thiết kế ta cũng cũng dựa trên cái tư duy quan điểm đó. Bây giờ cái quạt lạnh không hoạt động thì đâu có làm lạnh được cái phòng, mặc dù nó là vẫn chạy, vẫn hoạt động, vẫn hao điện, vẫn có hiện tượng lạnh đó. Thì do đó cái việc hoạt động của cái dàn lạnh, cái quạt lạnh đó, nó rất là quan trọng. Thì để biết được cái quạt lạnh có chạy không thì không phải như chúng ta nhìn một mắt thường hoặc là dùng biện pháp gì đó để chúng ta thấy nó mát hay không hoặc là có gió hay không,
đo độ gió gì đó thì tôi biết chạy nhanh chạy không phải. Đối với bệnh điện tử người ta nó không có dùng cái đó, người ta dùng cái phương pháp gì, người ta đặt cái trong cái quạt lạnh nó một cái cảm biến, thì cảm biến có tên là cảm biến Hahn, tức là cảm biến từ trường đó. Khi cái quạt nó quay thì nó sẽ tạo ra một cái xung xung điện từ, xung điện từ ha. Thì ở trong tích hợp trong cái quạt nó sẽ có một cái IC Hahn hay là cảm biến Hahn đó. Thì cái cảm biến nó đưa ra ngoài 3 dây, trong đó một dây mát và dây 5V và cái dây tín hiệu xung tín hiệu là dây giữa ngoài cấp vi xử lý. Để từ đó vi xử lý hiểu được rằng cái quạt đó tùy theo cái xung, tùy theo cái tín hiệu xung nó báo về vi xử lý, một vi xử lý phân tích xung để hiểu được. Nếu không có xung thì cái quạt không có chạy, ngưng hoạt động. Mà nếu có xung mà xung không đều, giống như cái đo điện tim đồ của bệnh viện đó, cái xung không đều thì có nghĩa là cái quạt này chạy lúc nhanh lúc chậm, giật sau đó quạt nó kẹt gì đó, nó chạy không tốt. Thì vi xử lý nó cũng hiểu những trường hợp đó, nó cũng nên ngắt điện không cho cái quạt chạy nữa, và nó ra lệnh cho cái phần vàng nóng nghỉ chạy để tiết kiệm điện, chứ chạy mà không có nghĩa chạy có thể gây ra tai nạn thì không có chạy. Đó là cái sự khôn ngoan thông minh của cái vi xử lý. Thì muốn vậy thì vi xử lý sẽ có nhận phải có một cái tín hiệu điện từ cái quạt lạnh đưa về, thì ta gọi là xung tín hiệu Hahn hay xung Hahn đó, thì nó có 3 dây đó ha. Thì các bạn để hiểu sâu hơn thì các bạn xem trên cái sơ đồ mạch điện cái. Đồng thời cái quạt vàng lạnh của cái máy lạnh mono thì người ta sử dụng động cơ AC một pha, thấy chưa đó. Thì chúng ta biết rằng đó, thì tùy theo cái hoạt động của cái máy lạnh mà vi xử lý có thể điều khiển cái quạt vàng lạnh chạy nhanh chạy chậm thế nào đó. Thì chút xíu tôi sẽ trình bày các bạn về cái cách điều khiển động cơ điện có bao nhiêu cách và điều khiển động cơ nào ha. Thì giờ chúng ta sẽ xem qua cái gì, xem qua cái mạch điện của cái vi xử lý với cái bo mạch nó điều khiển, nó kết hợp với cái quạt vàng lạnh nó điều khiển ra sao ha. Chúng ta tập trung xem cái phần mạch của quạt vàng lạnh. Đây chúng ta thấy nè, đây là sơ đồ của quạt vàng lạnh. Cái quạt lạnh là động cơ AC một pha, đây máy mono ta xài động cơ AC một pha. Động cơ AC một pha thì có gì, hai dây nói chung một đầu với nhau thì thành ra có ba đầu dây. Đầu dây nói chung giữa hai cuộn dây gọi là cái dây chung, và hai dây còn lại là dây đề dây chạy. Đó là 3 dây ra 1, 2, 3 đó. Thì động cơ này muốn hoạt động thì chúng ta luôn luôn phải có cái tụ điện. Để chi? Để khởi động cái tụ đề đó, băng thợ là tụ đề đó. Đó, cái tụ này được nối từ dây đâu? Dây chạy qua dây đề à. Rồi thì sau đó thì muốn cho động cơ này hoạt động thì phải có nguồn điện AC cấp vào. Chúng ta thấy xe quan sát nè, đây nè, phân tích mạch nè. Chúng ta hôm trước đã có học về cái nguyên lý mạch điện rồi đó. Thì dòng điện sẽ chạy từ đâu trong mạch? Dòng điện chạy từ nguồn ha, tại nguồn chạy qua dây gì trên đường đi, qua cái động cơ ha. Rồi xong rồi chạy về đâu? Chạy về mát, chạy về mát thì mới kính một mạch. Đây nè, mát đây nè, mát đây. Thì thông thường trong cái mạch điện người ta luôn luôn thiết kế một cái khóa ca để vận hành mạch điện, tức là muốn cho chạy muốn cho nghỉ, thấy chưa. Thì trong mạch điện tử người ta thường thay thế các khóa ca đó bằng các công tắc điện tử. Thì từng bước chúng ta sẽ học các công tắc điện tử như thế nào. Có nhiều công tắc điện tử lắm, chẳng hạn như con chi ác, con chăn to, một photo quang đó. Thì ở đây chúng ta thấy nè, chúng ta thấy để cấp điện cho cái quạt lạnh chạy thì điện AC đây, lai đây, cấp đây, đưa đây, đi qua chừng số 3 thẳng vào động cơ, và nó qua cái tụ điện đi vào chân số 1 của động cơ, và chân số 2 là chân chung được nối dây mát. Thì trước khi về mát của nguồn điện AC của khoa thì người ta sẽ có một cái con chi ác ở đây nha. Con này còn đi ác đây. Con này là con quang chi ác. Thì chút xíu phân tích nó điều khiển sao để nó mở này. Thì nguyên tắc cơ bản chúng ta hiểu vậy nè, đây là cái khóa ca đó trong mạch điện đó. Chừng nào cái mạch này nó đóng lại, tức là cái nó mở điện thông qua, dòng điện chạy qua đây được, ngang là được, thì cái động cơ này mới hoạt động. Còn nếu mà cái chỗ này nó không có thông, tức là nó không có mở để dòng điện chạy ngang qua, thì động cơ này không chạy. Và cái cơ chế mở này
thì đây là cái mạch điện tử, đây là linh kiện điện tử, thì do cái con nào chúng ta xem nè, do một chân của vi sinh lý đưa tín hiệu ra, nó muốn chạy hay không chạy thì vi sinh lý cấp tín hiệu điện áp ra 5V và 0V gì đó, làm cho cái hoạt động của cái con này nó hoạt động đóng mở dòng điện, mở cái công tắc. Thì khi mở công tắc thì sao, dòng điện được kính mạch chạy từ dây lai qua cái tải xong về dây mát về nguồn, đó là nguyên lý của mạch điện. Kính mạch thì cái tải hoạt động ha, rồi nó điều khiển như thế nào thì chúng ta sẽ bước tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Có nghĩa là gì, ở cái mạch quạt dàn lạnh này là cái mạch phức tạp nhất trong cái mạch của cái bo máy lạnh mono đó. Thì cái mạch này có ba vấn đề chúng ta hiểu. Một là cái sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển cái động cơ, thì sao nào nó chạy không chạy. Rồi thứ hai là gì, như tôi nói này, nói chia sẻ này đó, ở đây luôn luôn có một cái IC han, mà IC han nó IC thì cần phải có nguồn cấp điện 5V, lấy từ đâu, từ cái mạch nguồn rồi mát, nó mát và một cái dây tín hiệu đưa về đâu, đưa qua chân to. Thì chỗ này chúng ta sẽ học sau, tuy nhiên chúng ta thiết là đi đây kiểu cũng đưa vào chân số 63 của IC đi nha, chân số 3 của IC để báo cho IC biết cái xung. Thì nhờ cái xung đó IC hiểu được cái con cái quạt lạnh là chạy không chạy, thì IC mới xử lý thông tin này để hoặc là cho động cơ mà chạy không thông qua chân số 60 này nha. Nếu mà thấy cái quạt mà chạy mà không đều xung, nó lúc dày lúc thưa đó, lúc tần số cao lúc thấp đó, thì nghi ngờ có một số trục trặc nào đó về cơ học đối với động cơ này à, thì vi xử lý lập tức không cho này mở, khóa lại, ngắt lại để không cho dòng điện hay mạch điện bên AC cấp vào động cơ để cũng làm cơ ngưng chạy. Mặt khác vi xử lý cũng hiểu được cái chuyện có trục trặc gì đó ở quạt dàn lạnh, do đó sẽ điều khiển gì, điều khiển qua chân số 57 à, qua một cái con đệm thúc để điều khiển cái gle ngắt không cho điện AC từ nguồn cấp vào cái dàn nóng. Thì như vậy thì nếu trục chặt ở cái xung do xung han báo về, thì vi sinh lý lập tức làm hai việc, một là không cho lốc chạy, hai là gì, không cho hoặc lạnh chạy, tùy theo cái xung mà nó đánh giá mà nó cho. Hoặc là trong trường hợp cái quạt lạnh không chạy, tức là xung không có tín hiệu vi sinh lý nhận được mà không, thì vi sinh lý cũng ra lệnh cho gì, cái dàn nóng nghỉ chạy bằng cách thông qua cái chân số mấy, chân số 57 của vi sinh lý qua cái con IC điểm thúc đi qua cái gle à, thì đó là cái nguyên lý làm việc của điều khiển của cái quạt lạnh nha. Bước tiếp theo để chúng ta hiểu hơn về cái quạt lạnh cũng như các động cơ khác, thì đối với động cơ thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ thế này. Động cơ nó có mấy cái chế độ làm việc, một là chế độ on off, có nghĩa là chạy hoặc không chạy. Thì trong trường hợp này thì cái dàn nóng gồm có lốc, động cơ lốc cũng như động cơ quạt nóng của cái máy lạnh mono, thì nó sử dụng cái chế độ này, tức là đây là đóng gle lại thì chạy, cấp điện tới sẽ giờ chạy. Còn nhả gle ra tiếp điểm ra thì sao, thì nó tắt chứ không có chế độ gì. Ngoài ra để thông minh hơn, người ta thường điều khiển tốc độ động cơ. Bây giờ tức là muốn động cơ chạy nhanh thì chạy nhanh, chạy chậm thì chạy chậm, chứ không phải có một mức một. Mức một là rất là xíu, tức là rất là dở nha. Thì để các động cơ hoạt động hiệu quả hơn, kể cả tiết kiệm điện, thì người ta can thiệp vào tần số động cơ, lúc thì nào muốn cho chạy nhanh thì chạy nhanh, lúc cho chạy chậm. Thì như vậy để hiểu rõ hơn về cái phương pháp điều khiển thì chúng tôi trình bày gián tắt thế này. Có hai cách người ta can thiệp vào cái để điều khiển tốc độ động cơ. Một là điều khiển bằng thay đổi điện áp, tức là người ta có thể đưa điện áp vào lớn thì động cơ chạy nhanh, người ta giảm điện áp thì động cơ chạy chậm. Thì cách này sử dụng cho cả động cơ AC lẫn động cơ DC, động cơ DC động cơ một chiều, được chưa? Cách thứ hai là điều khiển tốc độ động cơ bằng cách gì, thay đổi tần số điện áp cấp cho động cơ, mức điện áp không đổi nhưng tần số thay đổi, cụ thể là tần số điện áp cấp cho động cơ tăng thì động cơ chạy nhanh và tần số mà giảm thì động cơ chạy yếu. Như vậy vấn đề đặt ra, điện lưới quốc gia có làm được chuyện đó không? Không được.
Bởi vì điện áp quốc gia luôn luôn có tần số là 50 Hz. Chúng ta muốn làm được đó thì chúng ta phải chế ra một cái mạch điện tử để lấy điện AC quốc gia chuyển thành điện một chiều, rồi từ đó mới chuyển thành điện áp AC soi chiều một pha hoặc ba pha cấp cho động cơ, thông qua đó có thể can thiệp được tần số để làm thay đổi tốc độ động cơ. Thì cái việc làm này người ta hay gọi là cái mạch inverter. Thấy chưa? Thì với cái việc mà can thiệp tần số để điều khiển tốc độ động cơ chỉ được thực hiện đối với gì? Đối với động cơ soi chiều một pha hoặc ba pha. Bởi vì động cơ một chiều thì không có pha, không có tần số, do đó chúng ta không thể can thiệp tần số được. Được chưa? Ta hiểu rõ đó, động cơ một chiều rồi không có pha. Câu số em nói là động cơ một chiều ba pha là không đúng, động cơ một chiều không có pha. Được chưa? Làm gì có pha mà làm gì có tần số? Tần số động cơ một chiều là bằng không, thì một chiều tần số bằng không. Đó, do đó là người ta đối với động cơ một chiều, người ta chỉ có thể làm cho động cơ chạy nhanh chậm bằng cách là thay đổi điện áp. Được chưa? Còn đối với động cơ soi chiều một pha lẫn ba pha, người ta có thể dùng biến tần hay cụ thể hơn là hoặc là cái mạch inverter đó, vừa làm thay đổi điện áp từ AC một pha sang ba pha hoặc là một pha sang một pha, trong đó có làm thay đổi nguồn điện bằng cách thay đổi tần số làm động cơ chạy nhanh chậm. Được chưa? Thì chúng ta thấy đây nè, đây là một cái bộ biến tần chúng tôi test thử qua cho các bạn thấy đó, một số bạn thấy đó. Thì chúng ta lấy điện AC cấp vào, lấy điện AC cấp vào 220V và điện áp ga là 3 pha, trong đó ta thay đổi tần số được để làm cho động cơ nhanh chậm được. Tuy nhiên thay đổi bằng tay cho bạn thấy luôn, nhưng trong trường hợp có thể lập trình được tự động thay đổi tốc độ ha. Thì đây là cái khoa học tiến bộ nhất về cái việc hoạt động điều khiển động cơ. Cái này gọi là cái việc mà một trong những cái khoa học ngành điện tiến bộ bậc vượt bậc. Vì do đó trong thời đại hiện nay thì gần như các động cơ điện mà có công suất khá lớn thì người ta luôn luôn dùng cái biến tần để điều khiển, chứ không cấp điện trực tiếp từ cái điện lưới. Cấp điện trực tiếp thì rất là dở, không thể can thiệp được tần số, chỉ mở cái công tắc lên, mở CV lên thì động cơ chạy, và cúp CV thì động cơ nghỉ. Là như vậy thì động cơ điện AC, kể cả động cơ điện một chiều cũng rất là dở. Tại trong một số trường hợp chúng ta cần chạy nhanh và chậm khác nhau ha. Thì bây giờ chúng ta thấy đó, cái biến tần là một cái giải pháp rất là tiên tiến để can thiệp trong việc điều khiển tốc độ động cơ đó. Thì ngày nay cái việc mà sử dụng cơ cũng rất phổ biến. Muốn công nghiệp quá thì tất cả thiết bị máy móc đều được trang bị động cơ điện, mà động cơ điện thì phải được điều khiển tốc độ chạy nhanh chậm như thế nào mới thông minh. Thì như vậy cái biến tần là cái thiết bị rất là hiện đại. Cái này có thể kết nối trực tiếp động cơ, rồi có thể kết nối thông qua cái máy tính, hệ thống máy tính cũng như BNC lập trình trước đó để điều khiển cái động cơ chạy như thế nào theo ý muốn của cái con người cũng như các nhà sản xuất cũng như công nghệ ha. Thì cái này chúng tôi tạm dừng chỗ này. Đây chúng ta quay lại phân tích cái mạch của cái máy máy lạnh mono, cái phần mà cái quạt lạnh. Thì các quạt lạnh này là cái động cơ AC một pha, được chưa? Thì người ta sẽ điều khiển ở đây, điều khiển bằng cái phương pháp thay đổi gì? Điện áp cấp cho động cơ ha, để động cơ chạy nhanh chậm, có nghĩa là không phải tần số mà là điện, mức điện áp thông qua cái mạch này. Thấy chưa? Cái mạch này gọi là cái mạch photo GIAC. Thấy chưa? Nó gồm con GIAC và một cái gì, cái con led hồng ngoại ha. Thì khi mà led sáng thì nó phát tín hiệu đây, thì GIAC nó coi như mở cổng cho GIAC dẫn điện hai chiều, điện AC GIAC là dẫn điện hai chiều. Con GIAC là giống như là cái gì, giống như con diode bắt ngược, hai con diode bắt ngược thì điện AC vẫn mở được nếu có tín hiệu, nếu có cái xung ánh sáng lộ ở đây nên kích cái mới chạy. Thì để hiểu rõ hơn cái con này hoạt động sao thì chúng ta sẽ đi qua một cái mạch cụ thể khác để chúng ta thấy ha. Rồi nhưng ở đây chúng ta hiểu là gì, hiểu gì, người ta điều khiển động cơ quạt lạnh bằng cái phương pháp thay đổi mức điện áp. Thì như vậy trong cái mạch điện tử mono của máy lạnh, cái việc điều khiển động cơ AC chỗ cái quạt lạnh nó sẽ thông minh hơn là điều khiển cái lốc với cái quạt nóng. Quạt nóng chỉ có một cái chế độ ngưng hoặc chạy thôi. Ha, chạy quá lạnh thì nghỉ chạy đi. Rồi còn đây là cái điều khiển có thể tốc độ chạy nhanh chậm được. Ha. Thì để hiểu rõ hơn cái mạch này, cái mạch điều khiển này nè, thì chúng ta sẽ sang một cái mạch chi tiết khác để chúng ta thấy.
Thì chúng ta trước khi qua mặt chi tiết này, chúng ta hiểu vấn đề. Muốn làm cho động cơ AC một pha này chạy nhanh chậm bằng cách thay đổi điện áp, là chúng ta cấp điện áp trung bình cho động cơ lớn thì động cơ chạy nhanh, cấp điện áp trung bình cho động cơ nhỏ thì động cơ chạy yếu, vậy thôi. Và chúng ta sẽ đi qua cái mặt điều khiển chỗ này ha. Bây giờ chúng ta xem đây nè. Đấy, chúng ta nhìn vào cái mạch trên hình, trên mạch, trên bảng này, trên máy tính này. Đây là cái ký hiệu động cơ AC một pha. Đây là dây lai, dây cấp điện AC, dây lai, đây là dây trung tính. Đây là điện áp nguồn 220V, hay gọi là mạch động lực. Nhưng mà chỗ này là cái khóa K, cái khóa K là cái công tắc đó. Khi khóa K đóng lại thì sẽ có dòng điện chạy từ dây lai qua động cơ điện qua cái công tắc về nguồn dây mát. Đây là cái nguyên lý của mạch điện. Thì như vậy thì cái động cơ nó mới chạy được. Nha. Thì điện AC ở đây là điện AC gì? AC một pha hình xin đỉnh cao nhất, giá trị lớn nhất là 220V. Tuy nhiên động cơ muốn chạy nhanh chạy chậm là do cái gì? Điện áp trung bình của cái điện AC này nè, cấp cho động cơ này, đặt cho động cơ này. Thì điện áp trung bình được tính toán rất là phức tạp thông qua một cái hàm tích phân. Chúng ta thấy là điện AC đang đường màu xanh này nè. Ở đây ha. Màu xanh từ giá trị thay đổi liên tục từ 0V tăng dần tới 220V lớn nhất, rồi giảm dần về 0 rồi âm rồi xuống, tăng lại. Nha, có dạng hình sin. Đó thì điện AC cấp vào động cơ là nó có dạng vậy đó. Tuy nhiên, điện áp trung bình để động cơ chạy nhanh chạy chậm là không dựa vào cái giá trị lớn nhất này là 220V, mà dựa vào cái gì, cái hàm tích phân của cái hàm này. Đó, tính toán rất phức tạp, tuy nhiên ta hiểu đơn giản vậy. Cái phần màu đỏ này nè ha, là cái phần năng lượng. Cái phần màu đỏ là cái phần diện tích này nè, diện tích của cái hình hàm sin này nè, là cái giá trị trung bình. Như vậy nếu mà chúng ta có đầy đủ cả một cái hàm sin này, cả một cái màu đỏ chiếm hết cái bán kỳ này đấy, vậy thì như vậy thì động cơ chạy ở chế độ điện áp trung bình lớn nhất. Nghĩa sao? Nghĩa là giá trị trung bình, giá trị là năng lượng của cái điện áp AC là lớn nhất. Trong trường hợp chúng ta thấy không, đây có phần hơn nữa thôi, đây hơn nữa thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là với cái việc điều khiển cái mở đóng con jack này không phải là thường trực nha, và nó do cái con IC vi xử lý điều khiển. Khi vi xử lý cấp một cái xung thì mới cho phép mở cái này. Xung dương thì mở bất kỳ dương, xung âm mở bất kỳ âm. Đây là xung kích, đây là xung kích của vi xử lý qua bộ phát xung này. Đây là xung kích nè, xung dương mở bất kỳ dương, phát âm mở âm, được chưa? Thì như vậy tùy theo cái xung này nó mở thời điểm nào, cái xung này nó mở sớm, nó mở cùng với thời điểm bắt đầu của cái điện áp của AC, rồi cùng pha đó, đồng pha đó mở ngay góc này, thì có nghĩa là gì? Cái con jack này mở hoàn toàn một bán kỳ dương để cho dòng điện chạy qua, thì lúc đó động cơ chạy nhanh nhất. Tuy nhiên cái xung này nó kích trễ hơn, là năng lượng nó giảm đi, năng lượng là điện áp trung bình đó, để cấp cho động cơ đó, nó giảm đi thì nó chạy yếu đi. Bây giờ thì cái xung này kích càng trễ thì động cơ AC một pha chạy càng yếu. Động cơ này kích càng sớm ngay thời điểm này, càng ngay góc độ này thì động cơ chạy càng nhanh. Thì để dễ hiểu chúng ta xem qua cái mặt thứ hai đây. Đây, chúng thấy nè, cái đây là cái đường hình sin của điện AC. Còn cái màu đỏ đỏ đó là cái màu gì, gọi là năng lượng tiêu tốn, là phần màu đỏ tiêu tốn là năng lượng này cung cấp cho động cơ AC đó. Năng lượng này là giá trị gì? Giá trị điện áp trung bình, đấy nha, điện trung bình của điện AC. Chúng ta thấy rõ ràng cái gốc kích nó trễ thì làm sao, nó gốc kích nó trễ thì làm cho cái con này nó chạy yếu, chạy ha, rồi điện áp ít, điện áp cấp qua cho cái động cơ yếu nhỏ thì nó chạy yếu. Bây giờ dù đây là đây, nó kích sớm nè, nó kích sớm thì chúng ta thấy cái gì, cái phần năng lượng tiêu tốn màu đỏ này lớn, trong trường hợp này nó kích trễ nè thì cái phần năng lượng này nó nhỏ là tức là điện áp trung bình của động cơ được cấp thấp thì động cơ sẽ chạy chậm lại. Đó, chúng ta hiểu cái cách đơn giản vậy đó. Nha. Thì như vậy cái xung này đâu ra? Cái xung này đâu ra? Khi điều khiển ta lưu ý nè, nó phải so sánh với thời điểm đồng bộ với cái pha của điện áp AC nha, nhớ không? Thấy chưa?
chúng ta phải cấp loạn xạ nha, cái xung mình chạy loạn xạ không được. Cái xung kích này nè, nó sẽ được lấy từ vi xử lý đưa qua kích, và nó phải có cái góc tham chiếu là cái góc tọa độ của cái điện AC. Nói như vậy thì chúng ta quay trở lại, chúng ta coi xung này đâu ra. Nếu là xung này thì dĩ nhiên từ vi xử lý rồi đó, nhưng mà vi xử lý tự phát hay là nó lấy từ đâu về? Chúng ta lưu ý hai xung có thể cùng tần số, tuy nhiên nó lệch pha, nghĩa là ông chạy trước chạy sau thì nó cũng là không được nha. Do đó cái xung này nó có cái góc pha, nó phải so sánh sao đó tham chiếu với cái góc pha của cái điện AC đó. Thì chúng ta xem cái mạch trong cái máy, trong cái phần mạch đây ha. Và chúng ta xem cái mạch, cái sơ đồ mạch của cái bo máy lạnh mono. Cái chỗ này, chỗ từ điện AC người ta lấy về qua cầu phân áp R22 nè, 10 kg, với lại R23 3 kg 3 để phân cực cho chân to làm việc, và cái cực C cho to đưa vào chân số 52 của vi xử lý. Thì cái mạch này ta gọi là mạch AC DES, tức là lấy cái tín hiệu AC này để tách cho cái xung. Thì cái xung đó đó thì chắc chắn nó sẽ đồng bộ với cái xung điện AC, thì như vậy thì ta mới điều khiển được cái quạt này ha. Lưu ý nè, cái xung điều khiển cái quạt dàn lạnh chạy chỗ này nè, thì tức là cái đèn muốn chạy thì sao, vi xử lý cấp cho xung thì mới điều khiển đấy là chạy thì cái mới mở này được, mở con jack được ha, thì mới có dòng điện AC chạy qua quạt, mới chạy được quạt. Thì muốn cho như nãy nói đó, thì muốn cho nó chạy nhanh chậm thì chúng ta kích nó trễ hay sớm. Sớm đây là đồng bộ với cái góc pha. Như vậy thì muốn cho đồng bộ được á, thì chúng ta phải có cái xung chuẩn so sánh. Như vậy điện AC đây, chúng ta muốn có xung đồng bộ với cái xung điện AC thì chúng ta có, người ta có mạch đây nè, cái mạch gọi là AC tách cái xung của AC đây. Cái xung này ta lấy cái mạch này ta lấy một cái xung nhỏ thôi, điện áp nhỏ thôi và cái rất hẹp. Tuy nhiên cái xung nó đồng bộ với điện AC một pha ha. Thì ta đưa vào cái vi xử lý thì vi xử lý nó sẽ điều chế lại, nó đảo pha một xung và nó làm gì? Nó trì hoãn, nó trễ bao nhiêu lâu? Có nghĩa là nó muốn điều khiển cái quạt này chạy chậm thì nó trễ qua, nó cho xung trễ hơn bao lâu. Càng lâu thì cái quạt chạy càng chậm. Tuy nhiên nó phải đồng bộ với cái xung điện AC mới được. Thì do đó là đây là cái cách người ta giải quyết vấn đề. Thì cái mạch này là mạch gọi là ACS, nó sẽ là lấy cái xung để vi xử lý chế biến lại để điều khiển cái quạt chạy lạnh. Được chưa? Nói như vậy cái quạt lạnh nó hơi phức tạp xíu. Nó có cái quạt dàn lạnh là được cấp điện nè, rồi thông qua cái muốn cho nó chạy không chạy điều khiển mà con quan chi ắc nè. Rồi là có xung ha đưa về nè. Nói chưa? Và phải có mạch ACS để mà lấy xung để điều khiển, để kích để điều khiển cho cái động cơ quạt chạy nhanh chạy chậm. Đó. Cái quạt lạnh nó có mấy vấn đề phức tạp vậy đó. Được chưa? Thì như vậy thì sao? Chẳng này nói luôn các bạn nè. Muốn sửa được cái quạt lạnh chạy không chạy thì chúng ta cần phải làm gì đây? Chúng ta kiểm tra thứ nhất cái nguồn điện AC có cấp tới cái quạt lạnh chưa? Thấy chưa? Thứ hai là gì? Thứ hai cái xung AC có được lấy gì đây chưa? Nếu cái mạch này không chạy tức là không có xung thì không có xung đâu để điều khiển cái mở cái khóa ca này, cái khóa chi ắc này thì cái quạt lạnh cũng không có chạy được. Bây giờ do đó cái quạt lạnh không chạy được nhiều, chúng ta phải kiểm tra nhiều thứ. Một là kiểm tra cái nguồn có điện chưa. Thứ hai là chúng ta kiểm tra cái nguồn gì, cái mạch điều khiển con quan chắc này nè có bình thường không. Thứ ba là cái mạch AC này nè, thế này nè, nó có hoạt động bình thường để lấy xung từ cái điện AC về để đưa cho vi xử lý. Thì sau đó cái mạch tiếp theo là chúng ta kiểm tra cái đường tín hiệu từ cái vi xử lý để đưa ra điều khiển cái con quan chi ắc để mở cổng sớm hay muộn cho cái quạt chạy, thì từ đó quạt chạy nhanh chậm. Chúng ta để mà sửa chữa cái phần mà quạt lạnh chạy không chạy đó thì chúng ta hơi vất vả chút. Chúng ta kiểm tra nguồn điện ha, chúng ta kiểm tra xung đó, hai vấn đề ta làm. Xung đâu? Xung ở cái mạch ACS. Xung đâu? Xung ở ngõ ga vi xử lý. Và xung ở đâu? Sau cái con IC đệm thúc.
Rồi súng ở đâu? Súng có đến được cái con quan trăng to không? Trăng to mà sống hay chết? Trăng to chết thì không thể có súng đến được. Được chưa? Hoặc có điện có nguồn đây không? Con quan giác này có nguồn điện cấp không? Không cấp thì cũng không chạy được. Chỗ này không có 12V thì như vậy thì này có cấp súng thì cũng không hoạt động được. Được chưa? Lưu ý nha. Thì do đó thì chúng ta dựa vào cái phân tích cái hoạt động, cái cấu trúc của cái mạch điều khiển hoạt lạnh thì chúng ta để xác định hoạt lạnh hư hỏng mà không chạy được thì chúng ta sẽ kiểm tra một số nơi vậy đó. Đó thì khi nào chúng ta sẽ có một chuyên đề cụ thể về cái này cho các bạn xem ha. Thì hôm nay nội dung hôm nay thì muốn cho các bạn hiểu được cái nhánh mạch điều khiển của cái quạt nhà lạnh trong cái máy mono, máy lạnh mono. Thì chương trình hôm nay hướng dẫn các bạn về cái hoạt động cũng như là cái phân tích một số vấn đề liên quan tới cái quạt mạch điều khiển quạt nhà lạnh trong cái máy lạnh mono sân sinh một chiều cũng như là mạch chung. Thì cái buổi trao đổi hôm nay xin tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.